xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tìm hiểu, khám phá xem tàu điện của Nhật Bản có gì đặc biệt, có gì kinh khủng. Và mong muốn của mình làm sao tàu điện sẽ sớm sẽ có mặt ở Việt Nam và do chính tay người Việt Nam mình sản xuất ra các bạn ạ. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta có tàu điện thì chúng ta có thể đi làm khoảng tầm 150 km trong ngày đi về được các bạn ạ. Ở tàu điện ở Nhật Bản ấy, nó chia thành 4 đến 5 cấp bậc. Tàu thường này, tàu nhanh này, nhanh hơn một chút này và rất là nhanh. Vì vậy mà hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem tàu điện của Nhật Bản, nó kết cấu của nó như thế nào và cái khó khăn bây giờ của chúng ta là như thế nào các bạn ạ. Các bạn cùng đi với mình nha. Ok. Đây là con tàu điện này chạy khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, chạy 110 km. Trên tàu điện có một cái con tì, cái thanh tì như thế này, tì trên dây điện để lấy nguồn điện cho tàu chạy. Về nguyên lý hoạt động của cái tàu ấy thì cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Nó mình đọc bản vẽ thì nó cũng đơn giản thôi, nó không khó khăn gì lắm. Nhưng cái khó nhất bây giờ là cái nguyên vật liệu, cái vật liệu của nó, cái vật liệu để chế tạo ra con tàu này á. Bởi vì sao? Nó chịu được cái khí động lực học và chịu được sự mài mòn. Nếu như chúng ta mà quyết tâm cùng anh em kỹ sư cơ khí mà quyết tâm làm được thì mình nghĩ cũng làm được thôi. Thì trong một sớm một chiều tất nhiên là không thể xong ngay được cái con tàu này. Có vốn đầu tư thì mình nghĩ rằng cũng sẽ làm được thôi. Cách đây 35 ấy, Trung Quốc họ cũng như mình thôi, họ chưa có công nghệ gì cả. Thế mà bây giờ họ có công nghệ vũ trụ này, công nghệ máy bay này, công nghệ tàu điện rất là mạnh. Là mưa làm gió. Cái bản vẽ thiết kế thì không hẳn là mình vẽ được cái tàu này ra là ok xong các bạn nhá. Mình phải trong bản vẽ cuối cùng của nó là nhiệt lượng này, bản vẽ nhiệt lượng có nhiệt lượng được không này, nguyên vật liệu nó ra làm sao này, thì đó là hoàn thành các bạn ạ. Qua clip này mình cũng mong muốn rằng nếu mà các đại gia nào mà muốn Việt Nam phát triển lên ấy thì hãy đầu tư vào tàu điện. Quả thực bây giờ các bạn đừng hiểu nhầm là Việt Nam mình có thể thiết kế được tàu mà không là, tức là mình thiết kế được mà mình không có nguyên vật liệu. Các bạn đừng hiểu nhầm như thế nhá. Khi thiết kế được tàu ấy là gồm từ A đến Z, tức là mình vẽ được này, mình tính toán được động lực học này, mình chọn được vật liệu này và mình có thể đưa ra cái về nhiệt lượng, tức là
độ cứng của nó, độ cứng của vật liệu ấy, là mình phải đưa ra được cái đó trong một cái bản vẽ đó, chứ không phải mình vẽ lên mỗi cái máy vẽ trên trên bản vẽ nhìn hình 3D ấy, nhìn là xong. Không phải vậy các bạn nhé. Một bản vẽ thiết kế gồm có rất là nhiều thứ ở trong cái bản vẽ đó. Các bạn biết là iPhone đúng không? iPhone chỉ thiết kế ra thôi, người ta đi đặt các đơn hàng ở các nơi của Trung Quốc các bạn ạ. Tàu điện ấy, cách đây 30 năm ấy, Trung Quốc ấy là họ ấy cũng chưa có gì phát triển cả các bạn ạ. Trung Quốc chính là nhờ Nhật Bản, Nhật Bản dạy cho họ thì họ mới có cái ngày hôm nay các bạn ạ. Chính vì vậy mà mình mong muốn làm sao có một đại gia nào đó hoặc là nhà nước đầu tư vào cái tuyến đường, cái tuyến tàu các bạn nhìn nhá. Cái tàu mà mình đang chiếu các bạn nhỉ. Đây là tàu của công ty JR các bạn ạ. Đây nhá, tàu của công ty này. Tàu của công ty JR. Tiền thân công ty JR này á là của nhà nước các bạn ạ. Khi mà thời kỳ khó khăn sau năm 1945 ấy, Nhật Bản rất là khó khăn. Nhưng cái người lãnh đạo của Nhật Bản, người ta nghĩ rằng là phải phát triển được tàu điện. Có tàu điện thì là mới phát triển được đất nước. Nên là người ta đã dồn lực vào, người ta nghiên cứu và chế tạo ra tàu điện. Năm 1964 ấy, là ở bên Nhật Bản đã có tàu Shinkansen rồi. Tàu tức là chạy tốc độ cực cao, lối giữa các thành phố lớn với nhau các bạn ạ. Năm 1964 nhá các bạn nhá. Bây giờ là mấy chục năm rồi, hơn 50 năm rồi. Vì lẽ đó mà tại sao Việt Nam chúng ta chưa làm được cái tàu điện như vậy. Trung Quốc ngày xưa học ở Nhật Bản cũng thế thôi, người ta học cứ dần dần một chút. Tất nhiên là bạn không thể một sớm một chiều là trong một năm hay là 2 năm, 5 năm hay 10 năm là làm ra được. Phải có một lộ trình thật là dài, 5 đến 10 năm. Nếu mà chúng ta không bắt đầu từ bây giờ đi á thì 5 đến 20 năm nữa chúng ta vẫn như thế này thôi các bạn ạ. Vẫn như thế này thôi. Một cá nhân không thể làm được một cái tàu điện, một cá nhân không bao giờ thể làm được, phải có một tập thể. Và thứ hai là vốn. Mình hy vọng rằng nhà nước hay là một đại gia nào đó đầu tư vào, dồn tiền vào để phát triển ra cái tàu điện do chính tay người Việt Nam làm ra. Chỉ có làm được ra ấy, thì chúng ta mới chủ động được, chúng ta mới làm nhiều trong tuyến của Việt Nam. Chúng ta đi mua tỷ đô, vài chục tỷ đô mua một tuyến về, chúng ta không mua được cả một đất nước rộng lớn lắm, mình không làm nó được thì là chúng ta mua về nó không đáng được bao nhiêu đâu, không được bao nhiêu. Nên là cố gắng làm sao chúng ta phải làm ra được, chế tạo ra được thì lúc đó chúng ta mới tự chủ được. Cũng giống như lúa gạo ấy các bạn, cũng giống như lúa gạo chúng ta làm ra được thì chúng ta tự chủ được lương thực đó. Cũng giống vậy thôi, chúng ta lấy tiền đô mà đi mua tàu ấy thì chúng ta cũng chỉ mua được phần nào đó thôi, cũng mua được nhiều đâu. Nên là mong muốn làm sao các những người lãnh đạo hãy cố gắng làm sao đầu tư vào để mà chúng ta phát triển được cái tàu điện này. Chỉ có tàu điện này chúng ta mới giãn được dân ra, chứ không thì tập trung vào thành phố rất là vất vả. Nếu mà chúng ta có tàu điện thì chúng ta từ nông thôn lên thành phố làm trong ngày đi về thoải mái. Do đó mà ở Nhật Bản người ta đã nghĩ được cái điều đó mà người ta cố gắng người ta làm được cái tàu điện. Nên là các bạn kỹ sư cơ khí chúng ta hãy quyết tâm lên, nếu mà có cơ hội ở Việt Nam về phát triển tàu điện, chúng ta hãy cố gắng hỗ trợ cùng với lại nhà nước để chúng ta làm được cái tàu điện. Tất nhiên là tương lai chúng ta năm nay các bạn 30 hay 35, 40 tuổi rồi thì 30 năm nữa nếu mà chúng ta phát triển từ bây giờ đi, 30 năm nữa chúng ta ổn định như Trung Quốc ngày hôm nay, làm chủ được tàu điện như Trung Quốc ngày hôm nay. Còn tất nhiên là về vũ trụ hay là về cái gì đó mình không dám nói tới, chúng ta mới đang làm những cái nó dưới mặt đất chứ chưa nói là cái tầm cao hơn nữa. Cách đây 3-40 năm trước Trung Quốc cũng không có gì cả, nhờ vào Mỹ, nhờ vào Nhật Bản, họ dạy cho người Trung Quốc làm cái tàu điện và họ lấy được. Và đến bây giờ người ta làm chủ được rồi nên là người ta không cần, gần như là không cần Trung Quốc với này, không cần Nhật Bản, không cần Mỹ nữa, nên là người ta dưỡng ngoài tắc quái thoải mái. Đấy, mình mong muốn là sau mấy clip này á thì anh em cơ khí chúng ta hãy nỗ lực chung tay vào để chế tạo được tàu điện. Chỉ có phát triển được tàu điện thì đất nước mình phát triển cực nhanh luôn, và chúng ta có rất nhiều công việc.
clip mình đến đây là hết nhá. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.